Cảm động video bé gái theo mẹ đi ship hàng rồi ngủ gục luôn ở trên xe khiến ai xem cũng đồng lòng thương cảm. Mới đây, một đoạn video ngắn được chia sẻ trên mạng xã hội TikTok làm ai xem xong cũng rườm rướm nước mắt vì thương. Theo đó, người mẹ thì đang chạy chiếc xe máy cà tàng đi ship hàng ở trên đường phố bụi bặm, trong khi phía sau in xe là một thùng hàng đang chờ đến lượt để giao cho khách. Thì phía trước là một bé gái khoảng chừng 3 tuổi. Bé gái ngoan ngoãn đi theo mẹ ship hàng, vì xe không còn chỗ chứa cho nên buộc em phải ngồi ở phía trước xoay mặt về phía mẹ. Hai chân của mẹ ngoài việc giẫm số và đạp phanh thì còn có nhiệm vụ che chắn cho em ở hai bên để em không bị té ngã. Vì chặng đường của mẹ thì dài, đường xá thì náo nhiệt cho nên em đã ngủ gục ngay trên xe lúc nào không hay. Dường như em đã thấm mệt vì phải lam lũ cùng mẹ trên các nẻo đường. Nhìn hình ảnh người mẹ trẻ trên chiếc xe máy cũ kỹ, làn da ngâm đen vì phải chạy giao hàng ngoài trời, trong khi phía trước lại đèo thêm một đứa con gái nhỏ, làm ai thấy cảnh này cũng thương vô cùng. Có lẽ cuộc đời này sự hy sinh của mẹ là một điều gì đó không thể so sánh được. Mẹ mặc dù bên ngoài đang mặc một bộ áo quần giao hàng giản dị mỏng manh, thế nhưng đứa bé gái phía trước thì quần rồi áo ấm không thiếu một thứ gì. Khi được tâm sự thì người mẹ có nói là do dịch bệnh nên bé không thể tới trường, ông bà thì đang cách ly cho nên bé phải theo mẹ đi giao hàng. Đang đi thì bé ngủ lúc nào không hay, cô cũng mong dịch bệnh qua nhanh đi để con mình được đến trường. Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng trăm ngàn lượt xem cùng vô số bình luận ở phía dưới. Hầu như ai cũng tỏ ra cảm động thương cho hai mẹ con vì phải vất vả làm lũ ngoài đường. Nhìn mà xót xa quá, thương hai mẹ con. Ai có ý định bom hàng hay đã từng bom hàng thì hãy nhìn video này rồi tự suy nghĩ lại nhé. Là mẹ rồi nên nhìn thấy hình ảnh này mình xót thực sự. Chúc hai mẹ con sức khỏe, một đời may mắn bình an nhé. Mong dịch bệnh qua nhanh đi để không còn thấy những cảnh như thế này nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 Phút. Nhớ ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.